Đây nhá. Em mới vừa mở đáy con F21C. Đây ép cho anh Hùng. Anh ấy ở Hải Dương à? À Bắc Linh. Đại gia Bắc Linh. Đây là em bổ ra con đầu tiên. Anh Hùng anh ấy đang khai thác cát ở bên Campuchia nhá anh em nhá. Đây đại ca đây. Đại gia, tướng đại gia đây. Anh Hùng em vừa mở ra thì anh ấy bảo thôi không phải kiểm tra đâu em ơi. Rồi anh em xem là em sẽ quay. Từ hôm nay là cái con máy này đã có chủ rồi. Em đã gả chồng cho nó rồi. Từ sau anh em đừng hỏi con máy này nữa nhá. Vì thực sự là cả hai con luôn. Vì đến ngày hôm nay là em nó đã không còn ở bên em nữa rồi. Em đã gả chồng cho em nó rồi. Thực sự là mở ra, mở đáy ra mà con máy mấy trăm triệu mà mở đấy ra mà khách hàng mua bảo là thôi không phải kiểm tra đâu em ạ, không cần kiểm tra, mở ra cái là bảo đóng vào luôn đây. Kinh điển thật, nói thật là từ trước giờ em cũng chưa mua được một con máy nào nó mới và đẹp như thế này cả. Kinh điển đấy, là lúc mua nhá anh em nhá, em mua em còn không được kiểm tra đâu ấy, cứ thế mua rồi bây giờ về bán cũng không, khách hàng người ta mua cũng không cần kiểm tra, người ta chỉ khách hàng chỉ cần mở ra nhìn ở trong hơi hám ấy, ở trong nó mới quá mà mình còn đổ dầu cũ nhá. Hơi hám nó mới quá và thôi không cần kiểm tra em ạ, cứ thế mà lắp vào. Không kiểm tra một củ nào, còn bây giờ hiện tại bây giờ là không biết nó là cốt 0 hay cốt 1 hay cốt 2 là không biết đâu nhá. Cái này lúc hết nào nó như thế cả máy sau mới kép thế. Hay là lúc mình à, đó mình nhìn phụt vào gì. Kinh điển thật. Đúng là bán máy đắt sắt ra miếng luôn anh em ạ. Đây. Đây nhá. Con này là con F21C. Đời F vòng tua của nó là 2002 nhá, mã lực 520 PS. Lòng là 1 tấc 50. Quá đẹp. Rồi đang chuẩn bị tháo đáy để mở lốt con này nữa nhá. Hai con mà anh em, hai con. Rồi chứ con này là đã xong. Xính ơi. Xong chưa để lắp đáy vào. Lắp đáy vào. À gõ đáy để xem nào, nó có bị móp chỗ nào, gõ xuống xong nó có bị sao bị chảy dầu không? Lau đi. Bán đi mà thấy xót xa trong lòng, anh em xem này. Em hay bán cho mấy anh em ở thợ, anh em bảo là nếu mà máy nào nó còn những cái lốt ruồi này là máy nó còn zin này. Lốt ruồi của máy 6, 2, tất cả những cái vạch trắng này, 3, 4 này. Kinh điển nhỉ. 4, 8, 2, 6. Sợ quá. Hello. Mới quá. Hả? Mới quá, sợ quá. Đang tháo máy kiểm tra đây. Sợ thật. Tháo hai con nữa. Máy mới của em thôi. Sót quá, bán đi mà thấy tiếc anh em ạ. Từ bây giờ là con máy này đã không còn thuộc về em nữa rồi. Nếu mà anh em nào mà đang có ý định muốn mua cái máy này thì thôi, hết rồi. Không còn cửa nữa rồi anh em ạ. Không còn cửa nữa rồi. Vì con máy này nó sẽ được chuyển sang Campuchia làm hút cát ở bên đấy. Sợ thật. Kiếm được đâu ra đây. Ông anh à, ông anh chất trời à. Mua hai con máy 600 triệu anh em ạ. 600 triệu hai con máy. Đấy còn chưa rửa kỹ đâu nhá. Kinh điển thật. Xót xa trong lòng. Chưa bán được một con máy nào mấy trăm triệu mà không cần bổ trục anh em ạ, không cần bổ trục. Chỉ cần là mở đáy thôi, mở đáy cái đóng vào luôn. Cho tay đắc tay tất cả nguyên zin này. Đấy. Chưa bán một con máy nào như vậy cả. Thôi, con này bây giờ chỉ có lắp đáy vào và lắp đáy chắc chắn vào rồi lợ vào và đóng đáy lại và trở về Bắc Linh rồi để cho anh Hùng anh ấy chuyển về dưới chuyển về trong An Giang Long Xuyên này và cho vào trong Campuchia, sang Campuchia khai thác cát nhá. Con máy đầu tiên đã xong, xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các anh em. Hôm nay là ngày em đặt kênh em đặt là 5.000 đấy.
Đây, lời đầu tiên là gửi lời tri ân đến tất cả mọi người. Nếu mà anh em nào có mua máy là sẽ có khuyến mại đấy. Đây, ông anh ấy đang soi máy cho tất cả các anh em bạn bè xem là máy mới quá. Mới quá. Kinh điển luôn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nhá. Xin chào.